Hello, chào mừng bà con trở lại với YouTube Cày Chảo Bố Hải trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì bên em đang bố trí một xe bé mắp toàn bộ như bánh lồng lên đường về với bà con Hưng Yên, Hà Nội, Trương Mỹ, Hà Nội và Ba Vì, Hà Nội. Ngày hôm nay thì bên em sẽ trả hàng toàn bộ hết cho anh em luôn. Đây đang dọn bãi để ra một lô hàng mới. Lồng các loại cho tất cả các thể máy. L40 này, 5018 này, nan bơi này. Đấy. Bánh bấm của Isaki 273 các kiểu luôn. Hôm nay thì sẽ lấy cùng lên đường.